Vâng, em là Ngát Ô Tô, xin kính chào toàn thể bà con cô bác chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho quý vị chị bạn một mẫu xe mới về cửa hàng. Chiếc màn ảnh nhỏ của quý vị chị bạn đây là một mẫu xe Hyundai i10. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng anh chị bạn nhé. Được sản xuất 2017 với động cơ máy 1.2. Đấy, mang phiên bản số tự động. Tư nhân, đấy, xe gia đình sử dụng. Hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả. Đó. Con này biển của Bắc Ninh, tên tư nhân các bác nhé, màu trắng ngọc trai. Đấy, xe bao đẹp cho các bác chị bạn, từ hệ thống keo chỉ đến máy số đều zin. Đó. Với giá tiền con này thì em đang chào bán tầm khoảng trên 300 triệu đồng. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một cái mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng nhé. Con này bản đủ bản 1.2 các bác nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ đi chi tiết cho các bác chị bạn cùng xem hệ thống nội ngoại thất của cái mẫu xe này. Riêng về phần ngoại thất của xe thì các bác có thể thấy sơn si cực kỳ sáng bóng đẹp các bác nhé. Đấy, trang bị bộ la răng cực kỳ đẹp luôn. Thì bấm mở cửa điện thích hợp trên hai cái cánh cửa bên cái bên lái. Đấy, đăng kiểm rất là dài luôn, đến tháng 6 năm 2025 mới hết đăng kiểm cơ. Đó. Hệ thống đèn đóm này, đây, mọi người có thể thấy cặp đèn là zin nguyên bản của xe các bác nhé. Đấy. Với cái phần hệ thống ngoại thất thì mọi người không phải lo cái vấn đề gì cả về phần đâm xôi tai nạn gì hết. Xe cam kết bảo hành cho các bác từ hệ thống cái đường gân này, đấy, khe mép của xe này. Các bác có thể thấy những cái đường khe mép của nó rất là cân đối nhé. Đấy, riêng cái đường gân của nó mọi người có thể xem này, cái đường gân góc cạnh của xe, đấy, cực kỳ là thẳng luôn. Không có dấu hiệu của đâm xô hay tai nạn gì cả. Đấy, thích hợp phim bấm vào cửa điện thông minh này. Đấy, ốp mạ chrome rất là đẹp các bác nhé. Đây là phần nội thất của xe. Đấy, đây mọi người xem này. Riêng cái phần nội thất của này thì là nội thất ghế da nguyên bản nhé các bác nhé. Nội thất ghế da nguyên bản từ mới đến giờ. Đấy, nội thất cực kỳ đẹp. Xe này tư nhân gia đình sử dụng cho nên là riêng phần nội thất của nó mọi người có thể thấy cửa sổ này, vô lăng này. Đấy, phần vô lăng của xe này các bác xem này. Đấy, xe đi chưa hề có dấu hiệu của hao mòn ở cái phần vô lăng này. Đấy, vô lăng cái đường vân của nó còn rất là đẹp luôn. Phim bấm trên vô lăng đầy đủ hết. Đấy, phần tắc ly cánh cửa đây, mọi người có thể xem phần tắc ly của nó nhé. Đấy, phần tắc ly của nó này. Đó. Đây phần tắp ly của nó này, cực kỳ là đẹp luôn, tắp ly của nó không có dấu hiệu của bị hao mòn gì hết. Đây là phần hệ thống keo chỉ này. Đấy, riêng về con xe này thì bên em có cam kết bảo hành cho các bác là keo chỉ zin và máy số zin các bác nhé. Đấy, các bác có thể là bao tét hãng, tét thợ và tét hãng toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, tất cả keo chỉ nó đều là nguyên bản này. Đây cái phần ốc bản lề các bác có thể xem này, còn ốc này là chưa hề tháo mở gì cả. Đấy, chốt mở cửa này. Đấy, tem mác nhà máy đều là nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, cái phần cột này thôi em không xin phép, em không móc nữa. Tại vì là cột keo chỉ, cột kèo bên em có bảo hành, có cam kết bằng văn bản cho các bác luôn. Đấy, đây mọi người có thể xem cái phần cánh cửa này. Đóng rất êm nhé. Đấy, khe mép của cánh cửa rất là cân đối luôn. Đó, các bác nghe này. Đấy, một chiếc xe cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, với giá tiền con này thì là trên 300 triệu đồng. Đấy. Nói chung ấy là con này thì theo đánh giá thì nói chung là con này nó hơi gọi như là giá không phải cao quá mà không phải là giá thấp. Tại vì là con này thật sự mà nói mọi người là xe cực kỳ đẹp như này. Đấy, xe đẹp như này thì bên em mua không mua được rẻ đâu. Đấy, với những cái xe mà nó bị gọi như là va chạm nhẹ hay là những có vấn đề gì thì là sẽ mua rẻ, nhưng mà con này thì bên em bảo hành về mà cam kết bằng giấy tờ văn bản là keo chỉ và tất cả máy số đều zin nguyên bản hết. Đấy, xe hoàn toàn không có lỗi gì cho nên là giá cả nó trên 300 các bác nhé. Đấy, trên 300. Đấy, con này thì là một chủ từ đầu thôi, một chủ từ đầu sử dụng. Đấy, đây mọi người có thể xem này. Đây, các bác có thể xem phần khoang cốp của nó này. Đấy, riêng cái phần bệ này. Đấy, cái bậc bệ để đồ vẫn còn nguyên này. Đấy, tất cả cái đinh bấm này. Đây, mọi người có thể thấy này, đinh bấm này. Đấy, đinh bấm nhà máy còn nguyên bản hết này. Đấy, phần khoang cốp của nó này, đẹp như này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Đây, em sẽ mở phần khoang cốp cho mọi người xem phần khoang cốp của xe nhé. Con này thì các bác mua về chúng ta đi gia đình được này, chạy dịch vụ được này. Đấy, tầm tiền trên 300 thôi. Đây mọi người ạ. Riêng phần khoang cốp của nó chưa một chút nào là gọi như là xước sát gì cả. Đấy, chủ xe đi cực kỳ là giữ gìn. Đấy, rất là giữ gìn luôn. Đây, các bác có thể xem này. Đấy, quá đẹp luôn mọi người ạ. Đời 2017 nhé các bác nhé. Đấy, keo chỉ này, tất cả những phần ốc này. Đấy, chưa hề thắng mở gì hết này. Đây, các bác có thể xem chưa đây. Đó, keo chỉ nhé. Phần hệ thống keo chỉ là nguyên bản nhé. Đấy, tất cả keo chỉ đều là nguyên bản hết. Đó.
Con này đặc biệt con này nó là bản đủ, nó có trang bị cả cảm biến này. Đấy, cảm biến chống va chạm đầy đủ hết nhé các bác nhé. Hệ thống đèn đóm cũng đều là zin theo xe. Đó. Con này thì các bác nếu mà chúng ta mà không biết gì về xe, chúng ta có thể mượn thợ hoặc là các bác có thể là xuống thì bên em có thể là bao test hãng cho mọi người luôn. Đây. Đấy. Lốp thì nói chung là lốp nó theo xe thì nói chung là cũng còn vẫn còn sử dụng được. Nếu các bác mà chúng ta muốn yên tâm thì chúng ta thay dàn lốp. Đấy, chứ còn lốp của nó là vẫn là lốp theo xe các bác nhé. Đấy, lốp của nó là vẫn là lốp theo xe. Đấy, riêng cái phần cua lốp này, mọi người có thể thấy cái phần cua lốp của nó này. Đấy, không có gì để mà chê cả. Đây. Đấy, nội thất của nó là cái da nguyên bản các bác nhé. Nội thất kính nguyên bản luôn. Đây, xe vừa về nên em cũng chưa lau chùi gì cả. Cái này chúng ta cho một chút đánh cho một chút xà phòng đánh rất là sạch luôn. Cái này trần này chúng ta bọc về phần bọc lì bọc nguyên bản đấy. Các bác có thể về bọc ni lông để cho nó giữ được cái trần nó đẹp hơn. Đấy, lót sàn 3D nhé các bác nhé, lót sàn 3D nhé. Đấy, phần tắp ly này, đấy tắp ly bên phụ đằng sau. Mọi người có thể thấy phần tắp ly của nó đúng không? Đấy, riêng cái độ hao mòn là hoàn toàn không có. Đấy. Keo chỉ là cũng là nguyên bản đấy các bác nhé, hệ thống keo chỉ zin nguyên bản nhé. Đó. Đây, các bác có thể xem phần hệ thống mặt táp lô. Đấy, mặt táp lô nhé. Đấy, cái này là trước là bác chủ xe bác để một hình tượng Phật. Đấy. Hình tượng Phật ở đây các bác bán xe là bác thỉnh tượng Phật xuống để lên xe của các bác, chứ còn là hoàn toàn là không có dấu hiệu của bị khoan đục hay là bị sức sát gì hết. Đấy, để lộ xe lắc tốt này. Đó. Đấy, phần tắp ly này. Đó. Bây giờ em sẽ quay phần khoang máy móc cho mọi người xem. Nói chung là con này thì không có gì để chê cả các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn phần chân ga và chân phanh. Đấy, hai cái bảng tổng chân côn ở chân ga chân phanh này thì còn cực kỳ là mới luôn, đi rất là ít cho nên chưa có độ hao mòn. Đây, em sẽ nổ máy cho mọi người xem nhé. Con này thì là đề lộ các bác nhé, đề lộ sẽ là tốt nhé. Đấy, điều hòa màn hình mát rượi 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 luôn. Đấy, mát rượi 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 luôn. Đấy. Đây, hệ thống kính gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Con này bản đủ bản 1.2. Đấy. Gương kính của nó thì hoạt động rất là tốt luôn, không có gì hết. Đây, mọi người có thể thấy này. Đấy, xe gia đình sử dụng cho nên là riêng cái phần kính của nó lên xuống rất là trơn tru. Đấy, cực kỳ trơn tru luôn các bác ạ. Đấy. Màn hình này. Đó. Điều hòa mát lịm tim nhé. Mát rét luôn. Order của xe này đi 6.2. Em nghĩ cái 6.2 này thì để mà nói so với chất lượng của xe thì nói chung là con này nó cũng tương đồng như thế. Tại vì lốp của nó vẫn là lốp theo xe. Đấy, lốp theo xe các bác nhé. Nó nói chung là nó cũng không dựng như có tua thì không tua là mấy đâu. Mọi người ngồi quay xe hơi xấu tí này, các bác thấy này. Đấy. Rất đẹp luôn này. Đấy, lốp lác đầy đủ luôn nhá. Rất xịn sò. Đấy. Cái này là 316 triệu đồng nhá. Chuyên dìm hàng 10 số tự động các bác nhé. À, đây phần máy thì em sẽ quay phần máy cho các bác có thể xem cái phần máy của xe nhé. Đây ạ, riêng phần máy thì các bác có thể riêng về phần stick xa lanh. Đấy, các bác có thể thấy là 1.25 bốn máy các bác nhé. Đấy, đây về phần máy của nó đây. Đây, riêng phần máy các bác có thể xem này, ốc từ ốc mặt máy này. Đấy, phần ốc mặt máy là nguyên bản này. Máy số zin này. Đó. Đèn đóm này. Đấy, cặp đèn là zin nguyên bản. Hay tất cả những cái phần kể cả ốc lắc turbo chưa tháo hạ gì hết. Đó, keo chỉ zin. Đấy. Đấy, với giá chỉ đây các bác xem đây. Đấy, máy số zin từ mặt tầng cò các bác nhé. Zin từng mặt ốc luôn. Đó, bác không phải lo cái vấn đề gì cả. Riêng phần máy này thì em bảo hành cho bác 1 năm nhé. Đấy. Máy rất êm luôn. Ốc chân máy này nguyên nhé quá nhé. Vâng, vừa rồi em đã lên sóng giới thiệu cho quý vị cho bạn một mẫu xe mới về cửa hàng, con Hyundai i10 đời 2017, một chiếc xe tư nhân một chủ từ mới các bác nhé, một chủ từ đầu, động cơ 1.2 phiên bản số tự động, với giá tiền con này em đang chào bán tầm trên 300. Bác nào đang quan tâm đến mẫu xe này alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0866010016 nhé. Đấy, số này em dùng Zalo, các bác có thể kết bạn Zalo trực tiếp để được tư vấn cụ thể.
Một lần nữa rất ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Lợi Ngắt Ô Tô trong thời gian vừa qua. Xin chào và xin hẹn lại các bác và các bạn trong cái mẫu video lần sau nhé.